Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chọn cái chiếc Sportback 600cc tại Việt Nam để chơi Tết, nên mua xe nào tốt nhất? Cái nhóm Sportback cỡ trung ở Việt Nam hiện có 3 cái tên tuổi nổi bật đến từ bản là Honda Super R600R, Yamaha XF-R6 và Kawasaki Ninja 650/2001. Nhu cầu trải nghiệm xe phân khối lớn thuần về mật độ, các chiếc Sportback cỡ trung được nhiều người chơi mô tô lựa chọn vì mức giá bán không quá đắt đỏ và có hiệu năng vận hành cũng rất tốt. Tại Việt Nam hiện nay, cái nhóm Sportback 600cc hiện có 3 cái sự lựa chọn đáng chú ý. Mức giá dao động là khoảng 200 triệu đồng đến gần là 600 triệu đồng. Đó chính là những phiên bản như Honda Super R600R, Yamaha XF-R6 và Kawasaki Ninja 650/2001. Các chiếc Honda Super R600R đóng một vai trò thay thế cho phiên bản là Super R600F. Các phiên bản Honda Super R600R được giới thiệu ở Việt Nam vào những năm 2009 với mức giá bán đề xuất là 254 triệu đồng. Hiện tại đã có phiên bản nâng cấp của năm 2001 của cái chiếc Super R600R đã được ra mắt thị trường quốc tế và có thể cập bến về Việt Nam trong cái năm này. Cái chiếc Sportback của Honda chia sẻ thiết kế từ người Anh là Super R1000R nhưng được tinh chỉnh gọn gàng hơn, trẻ trung hơn. Điểm nhấn hệ thống đèn full LED có cấu tạo nhìn hiện đại và sắc sảo hơn. Khi đặt cạnh hai cái mẫu xe đồng hương là của nhà Yamaha và Kawasaki, thì cái chiếc Honda Super R600R có cái phần nền nổi bật hơn nhờ vào những thông số kích thước vượt trội. Cụ thể số đo dài rộng cao lực 2130 x 750 như 1150 m, chiều dài cơ sở 1450 m, cái chiều cao yên là 810 m, phù hợp với người lái có vóc dáng từ 1m65 trở lên, có thể chấm chân và điều khiển chiếc xe thuận tiện nhất. Nhược điểm của phiên bản này là cái khối lượng bản thân 207 kg, nặng hơn đáng kể so với cái chiếc R6 và Ninja 610. Trang bị nổi bật của cái chiếc Honda Super R600R có thể kể đến như cái bản đồng hồ điện tử, cái cụm phục trước hành trình ngược đến từ Suwa SFF với đường kính là 41mm, phục sau là sao chủ đơn tùy chỉnh 10 nấc cứng mềm, bộ đi hợp chống trượt bánh sau, hệ thống kiểm soát lực kéo, thể tắt mở vân vân. Cung cấp sức mạnh cho cái chiếc Super R600R là một động cơ 4 xăng thẳng hàng DOHC, dung tích là 649cc, cho ra một công suất là 94 mã lực tại vòng tua máy là 12.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 64 Nm, ở ngưỡng vòng tua là 8.500 phút. Xe được trang bị hộp số sao cấp Yamaha XF-R6. Cái chiếc XF-R6 từng được Yamaha Việt Nam đưa về nước như là cái mẫu Sportback đến tận hôm nay vẫn chỉ được bán chính hãng. Số ít xe XF-R6 phiên bản 2010 được đơn vị tư nhân nhập khẩu khiến mức giá đã lên tới hơn 600 cũ. Con số này tương đương với một cái vài mẫu Sport cỡ lớn, gấp đôi cái chiếc Super R600R và gấp 3 lần so với Ninja 610/2001. Về mặt thiết kế thì cái chiếc R6 2020 tỏ ra thanh thoát và đơn giản hơn so với hãng thủ còn lại. Phần đầu đèn và cái phần đuôi có kích thước nhỏ gọn. Cái điều đáng chú ý là đèn xi nhan trước được tích hợp vào cái gương chiếu hậu, tương tự như cái chiếc Sport 1000cc. Về mặt kích thước tổng thể của cái chiếc R6 2010 dài rộng cao lực 2040 x 695 nhưng 1150 m, chiều dài cơ sở 1375 m. Nhờ bao thiết kế khung sườn phụ cùng với cái bình xăng nhôm thì cái chiếc R6 2010 có đủ cái dầu nhớt và nhiên liệu cho một cái khối lượng chỉ có 190 kg, tức nhẹ hơn hai thủ. Tuy nhiên, về mặt cân nặng thì cái chiếc Sportback của nhà Yamaha có chiều cao yên lên tới là 850 m, nên người lái phải có móc chén từ 1m7 trở lên, gặp sẽ hơi khó khăn một chút xíu khi mà chống chân hoặc là xe chở xe. Hai cái điểm trừ khác ở R6 đó là chưa có cái bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số và không có chức năng là báo xăng. Trang bị vận hành cho xe được xem là yếu tố giúp cho chiếc R6 thuyết phục được người tiêu dùng. Danh sách bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo 6 mức, hỗ trợ xe nhanh, 3 châu lái can thiệp và sức mạnh động cơ, hệ thống chơi trước sau đến từ K3.
Còn về sức mạnh thì Gem 2 trang bị trên cái chiếc R6 một cái động cơ tức 4 xăng thẳng hàng, dung tích là 599cc. Sức mạnh này đáng kể hơn nếu so với phiên bản là Super R605R hay Ninja 610. Công suất ra lên tới là 116,8 lực, trong khi mang sức cực đại lên tới là 61,7 Nm. Vận tốc đa của chiếc R6 2010 có thể đạt ở mức là 255 km/h. Kawasaki Ninja 610. Sau khi trình lên một phiên bản mới ở năm ngoái, thì Kawasaki tiếp tục ra mắt một phiên bản cho năm 2021 bởi cái dòng Ninja 610 ở Việt Nam. Hãng xe Nhật bổ sung thêm phiên bản đặc biệt KAT họa tiết trang trí lấy cảm hứng từ đồ Kawasaki, có mức giá là 200 triệu đồng. Model tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên mức giá là 197 triệu đồng, thấp hơn phiên bản là R600R cũng như là chiếc R6. Về mặt thiết kế thì cái dòng Ninja 610 2021 giữ nguyên với những đường nét đầy đặn, cứng cáp ở phần đầu và hai bên thân xe, tạo hình là hai cái đèn chiếu sáng LED tự giác chúng ta gây ấn tượng rất tốt. Tuy nhiên cái chiếc Sportbike của Nhật Kawasaki vẫn có dùng đèn báo rẽ trước sau là loại bóng halogen truyền thống. Cái mẫu xe này sở hữu cho mình kích thước dài rộng cao tương ứng 2055 x 740 với 1145 m, chiều dài cơ sở 1410 m, khối lượng 193 kg. Cái điểm cộng của Kawasaki Ninja 610 chính là cái phần chi cầu yên chỉ có mức là 790 m, phù hợp đa số của người Việt Nam. Ngoài ra cái yên sau thiết kế to dày cho chúng ta cái cảm giác ngồi thoải mái hơn dưới sau hai hộp còn lại. Cái tính năng nổi bật của cái dòng Ninja 610 chính là cái cụm đồng hồ tốc độ LCD hiển thị màu, tích hợp kết nối với ứng dụng điện thoại có thể theo dõi thông tin vận hành. Các trang bị vận hành khác là bộ đi hộp chống trượt, hỗ trợ xử nhanh, nhắc nhở lái, tiết kiệm pin, công vân. Điểm trừ là xe chỉ có một cái cặp phục trước dạy ống lòng, chưa có phục hành trình ngược. Về mặt hiệu năng của cái chiếc Ninja 610 2021 đi kém hơn hai thủ còn lại khi trang bị động cơ có xăng đầu, dung tích là 649cc, sinh ra công suất là 6,7 lực, tại vòng tua là 8.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 64 Nm, tại vòng tua máy là 6.700 vòng trên phút, xe dùng cho mình hộp số còn tài 6 cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.